Đây cái nhà. Thì hôm nay sẵn nghỉ trưa cái nhà, thì chưa cười với quan liệu thử đi coi chỗ máy cắt nữa cái nhà. Chào cả nhà. Thì thử có chuột hay không cái nhà. Anh em sẵn nghỉ trưa cái nhà. Dán tranh thủ đi kiếm chuột. Về làm món gì lạ lạ cho cái nhà xem. Biết có trụ không, tại mới mở đồng rồi cái nhà, mới có mở đồng 2-3 mẫu rồi cái nhà. Ồ, máy cắt bên trước. Có ta mau có không? Chị Phương đi hơi lắc chút cái nhà, thông cảm cho chị Phương nhé. Bây giờ xuống ruộng cái nhà. Quá trời đông người bắt chuột luôn. Quan liệu nó có cầm cây rồi. Có chỗ cái nha. Hay quá. Ủa bắt gắn cái gì kìa? Kìa chụp gắn cái gì kìa? Chụp gắn cái nhà. Cường đi mang dép đi luôn. Kìa chụp gắn đó. Đó đang chụp kìa. Rồi cầm gơm cầm gì chụp kìa, đó dính kìa, dính gắn kìa kìa nha. Đây cổ kéo lúa kìa nha. Quá trời xe cổ. Thôi mình đi lên trên bờ mẫu đi cái nhà, đi coi bắt được gắn gì cái nhà. Gắn gì vậy? Gắn nước hả? Bự quá ta. Đây nãy giờ em này chụp đựng con gắn nha. Đưa lên cho em. Đây cái nhà. Rồi gắn nước rất là to nha cái nhà. Ồ đã quá ha. Thấy con hả? Chó hửi chuột kìa Tam Mau ơi. Chuột đâu đây Tam Mau ơi? Chó hửi kìa. Ủa nó cắt dòng đường nào vậy? Mày nó cắt đường nào. Ừ. Nó mày cắt thì nó hơi ai sửa hết, nó cắt mấy cái con nữa. Chó nó dí nãy. Nãy đừng quay, nãy chụp đường con đó đó. Chụp bị rớt điện thoại xong. Để coi mấy cắt nó cắt đi đâu cái nha. Ừ, dí theo 2-3 mẫu. Tao mai mày được mấy con rồi? Có được, tao nãy giờ.
người ta được nhiều không? Nãy giờ được dòng này mới gà đó. Mới gà đường con đó hả? Ừ. Tại mới cũng mới mở đồng cái nhà. Thì chuột rất còn ít đó cái nhà. Thì gần sông cái nhà ơi, rất là nhiều. Của ai đào vậy Tám Áo? Lục mẹ hả? À. Lục có không? Đậu mẹ mặt bên này nữa. Đi chó nó thử. Đây là cái. Ừ, có gắn. Ở đây có gắn nước nhiều lắm. Lên trên bờ á. Nếu mà cắt bên đây trước là có chuột mà. Và bên đây cái bờ kinh. Nè miếng này nè em có. Ờ miếng này nè có gắn luôn nè. Nè miếng nó có cái gì ấy, mày khinh mua thùng á. Gắn gì? À bọc bỉ. Gắn lãi. Ủa bị là gắn lãi. Hiện tại quê chiều cường cũng đã mở đồng rồi cái nhà, chuẩn bị đi bắt chuột bắt gắn rồi đó cái nhà. Bé xanh nhóc không phải xanh đâu, xe bị đánh thôi, tôi không phải lỗ cỏ thôi hả? Chưa thấy chuột ra cả nhà, mới mở đồng mà chuột cũng ít á. À, còn hai ba mẫu nữa mới chuột rất là nhiều cả nhà, dưới gắn cả nhà. Bên kia người cũng đang giác lúa của nhà quan liệu.
bắt hơi chuột cả nhà, cho bắt hơi. Phải chó chiều cường cái nhà, không biết chó ai, không biết nó biết chuột, nó chụp cái chuột, biết cái chuột không, biết nó biết. À, chuột con cái nhà, nó bắt được chuột con nó ăn luôn cái nhà, biết chó của ai nó bắt được nó nhai luôn. Bắt được chuột, cái chuột lứa cái nhà, chuột lứa, lứa nó ăn rồi, biết chó của ai nó cũng biết chuột đó mấy chú nha, bắt được nó nhai luôn, nó cho mình luôn, còn nhỏ thế bự là chiều cường dành. À, chiều cường đi cũng hơi lắc đó cái nhà, cái nhà thông cảm, mà tại máy chiều cường không có trúng rung cái nhà. Còn mẫu này quá lớn cái nhà, đợi không biết tới 1 giờ có xong hay không. Đi tút phía xa xa cái máy cắt nữa cái nhà, để chiều cường gom cho cái nhà xem ha. Đó, phía xa xa đằng kia có một cái máy cắt nữa ha cái nhà. Và hai máy cái nhà, phía xa xa cái nhà. Đồng chiều cường lên cũng nhiều máy lắm cái nhà, phải chia nhau qua bên kia qua bên này. À, phía tuốt đằng chỗ xe chạy cái nhà. À, chắc không có thấy cái nhà của xa, tới tuốt ngoài miệng ngoài cầu cái nhà, đó xe đang chạy cái nhà, thì chỗ đó cũng đang cắt với cái nhà, một hai ba máy trong đó luôn cái nhà, mới có mở đồng chưa có chuột nhiều cái nhà, cỡ 3 ngày nữa cái nhà thì gom lại, còn mẫu hai mẫu là cái nhà bắt thấy ghiền luôn cái nhà. Năm nay là chuột rất nhiều. Đi đường nào? Cái gì gắn mối? Gắn mối hay chuột? Tính lại kiếm chuột hai ba con không có cả nhà, mới mở đồng giờ quay lại công việc gần 1 giờ cả nhà. Mới chắc 12 giờ mấy rồi, tại mới ăn cơm liền chạy ra liền. Bọc giác đang chuyển ghe xuống, chuyển lúa xuống ghe cả nhà, ghe bự. Chị Cường xuống ghe quay cho cái nhà xem ha, ghe lúa to không cái nhà. Quay luôn, một con này luôn. Nè coi ghe lúa cái nhà. Ghe rất to cái nhà. Chị Cường quay mũi cho cái nhà xem ha. À, mũi ghe cái nhà. Đứt to luôn cái nhà. Không té. Nãy giờ anh em bóc giác đập được nhiêu con nữa nha, gắn chuột luôn,
gì chó kia nó thấy chuột nó đi, đi, đi giật mình vậy. Quá nó hỏi vậy. Chết rồi. Đó. Mấy con? Năm con. Hai con gắn. Cò đang vô cái nhà. Cò đang chạy vô cái nhà. Cò mạnh ghê cái nhà, chở cá đống luôn cái nhà. Biết bao nhiêu bao cái nhà. Chạy mạnh ghê luôn á. Rất là mạnh. Hồi con nghiêng luôn cái nhà. Cò đó lên dốc cái nhà thấy không? Bường ghê luôn. Chở rất là nhiều bao luôn nha. Để lên dốc chỗ này quay cho cái nhà xem ha. Lên dốc này nè cả nhà. Quan liễu thấy cái gì nó dí cả nhà. Chuột 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 quan liễu được con cả nhà. Mình chạy hơi lắc quá cả nhà. Một con hả? Quan liễu được con cả nhà. Để chưa cần tắt máy chạy đi gần quan liễu cái nha. Chạy hơi lắc quá. Quan liễu được con cả nhà ơi. Nãy chưa cần lo quay máy cỏ cả nhà. Đang kéo lúa lên rồi quay không kịp quan liễu nó bắt cả nhà. Chụp được luôn, quá êm. Mới được có con ngang cái nhà. Hôm qua liệu mới chụp đường con. Hồi nãy chạy ra đường nào? Chạy vô lúa luôn hả? Chạy, không, chạy ra đi. Nhớ đây còn nhiều á. À, rất còn rất rất lớn cái nhà mẫu. Mẫu này lớn. Đợi máy lại nha. Còn chụp được cái nhà. Đợi chiều cường chút xíu nữa cái nhà, để còn nhỏ nhỏ thu nhỏ lại rồi chiều cường quay cho cái nhà xem thử có chuột hay không ha. Nhà bữa nay không có mưa cái nhà, mấy hôm trước mưa rất là nhiều cái nhà, mưa tới chèm nhẹp đất hết trơn luôn, nhờ tới máy cắt xuống hết mưa cắt được cái nhà, không thôi là mưa chèm nhẹp. Lúa đứng cắt nhanh lắm nha ơi. Đứng dưới gió bụi quá. Này còn quá lớn nữa nha, chuột nó chưa ra đâu. Lâu lâu ra con. Chuột ở đây mập mập với nhà nó được có chục con là nguyên nồi luôn. Để tháng này chuột rất là mập á, đủ nước đủ lúa rồi ăn cái nè. Để chuột thành ra chuột nó mập.
sập quá, cắt sát đất. Sắp tới giờ làm mà chưa thấy chuột ra cả nhà ơi. Tại 12 giờ rưỡi rồi. Đợi rất lâu, cắt lâu quá cả nhà. Một máy. Bây giờ tới giờ làm rồi. Mới được con chuột.